các vị hãy dùng tâm thành của mình trì đại bi. Và các vị nghĩ rằng trì đại bi là như một tín ngưỡng vân vân, thử thật rằng đại bi là phương pháp hành trì. Bởi vì các vị có trì đại bi, tâm các vị mới mở. Tự thân chủ đề của bài chú là chúng ta đã thấy điều gì rồi. Cho nên các vị thấy những cái thời tụng kinh ngắn ở các chùa thì nó có một cái thời kinh gọi là đại bi bát nhã. Tại sao cái thời kinh ngắn không chọn cái gì khác mà thời kinh đại bi bát nhã? Bởi vì sao? Các vị trì đại bi thì đại bi đó là nó cái cách để mở tâm. Các vị có trì năng lực, các vị có tăng, các vị mới mở tâm, các vị mới đủ sức bao dung, độ lượng và tình thương yêu. Còn bát nhã là gì? Bát nhã là trí tuệ. Tâm có mở thì trí mới khai. Cho nên người ta gọi là tâm khai trí mở. Vậy các vị thường thường các vị học để mở trí, các vị làm gì? Cho nên mở trí không phải là bằng tưởng tượng, mở trí không phải là bằng cái vài ba việc ứng dụng thông thường. Mở trí là cách các vị hành trì sâu, và các vị đủ cái khả năng để mở tâm ra. Tâm các vị có bao dung, có nhẫn nhục, có hy sinh, có tha thứ, có nhịn nhường. Cái này các vị đủ sức để mở chưa? Nếu tâm các vị có cái điều đó thì các vị mới gọi là mở tâm. Và tâm các vị mở như vậy trí mới lộ. Cái này tôi có giảng cho các vị trọn vẹn một cái bài giảng là tâm khai trí mở rồi, đúng không? Trong một cái khóa tu nào đó tôi đã hướng dẫn cho các vị rồi.